Chào các bạn, mình là Tú, kỹ sư của AT Scala. Thì cuối tuần lại lên mỗi tuần một câu chuyện. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn về truyền thông HMI Eco lên AT Scala thông qua giao thức Bumper TCP và HMI Eco kết nối với AT DHMS 3.1 thông qua giao thức Bumper RTO. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trong nối phần cứng về cung cấp nguồn cho HMI Eco. Thì HMI Eco thì sử dụng nguồn 24V, thì ta sẽ sử dụng nguồn tổ ong 24V cung cấp nguồn cho nó. Thì sẽ quy định màu vàng là 24V và dây xanh sẽ là 0V. Tiếp theo sẽ cung cấp nguồn cho bộ AT-DHMS 3.1, thì sẽ sử dụng nguồn adapter. Về đấu nối truyền thông RE485 thì ta sẽ sử dụng cũng quy định tránh là A và nó là B. Ta sẽ đấu nối A. Bên này thì ta sẽ đấu vào chống COM 2, tương tự tránh A và đó là B. Ta nhớ nó là đấu vào COM 2 để tí nữa ta sẽ cấu hình. Tiếp theo ta sẽ gắn sensor cho bộ AT-DHMS 3.1. Và sẽ sử dụng một sợi dây LAN kém vào HMI Eco. Đầu còn lại sẽ gắn vào switch mạng. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trên HMI Eco. Đầu tiên mở phần mềm Project Builder, tạo project, đặt tên là demo HMI Cell, chọn HMI Module. Thì mình hiện tại đang sử dụng Project.bl.me. OK. Tiếp theo sẽ cấu hình cổng truyền thông. Thì hồi nãy phần cứng mình đã nhắc các bạn là nhớ COM 2. Thì giờ mình sẽ chọn COM 2. Device name sẽ là AT-DHMS 3.1. Brand sẽ chọn Modbus. Protocol sẽ chọn Modbus RTO. Hiện tại bộ AT-DHMS 3.1 ID 1. Tiếp theo chọn Ethernet, sẽ chọn đặt tên là device là HMI, chọn brand là Modbus và protocol là Modbus TCP Slide, màu mặc định là nameless 2. OK. Tiếp theo mình sẽ kéo hai show number để hiển thị giá trị nhiệt độ độ ẩm của bộ AT-DHMS 3.1. Sẽ kéo teo to ra cho các bạn dễ nhìn. Trong phong kiểu buôn cỡ chữ 48. Tiếp theo mình sẽ chọn option, chọn macro và chọn edit main macro, chọn main. Mình sẽ viết code. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn cái đoạn code mình vừa viết. $0 thì trong Modbus TCP IP của HMI Eco tương ứng với địa chỉ vùng nhớ là 4001. AT-DHMS 3.1 là tên device name
đã cấu hình. Còn địa chỉ 4001 là địa chỉ modbus của bộ ATTH MX 3.1. Tiếp theo, tương ứng mình sẽ viết thêm một đoạn code để hiển thị giá trị độ ẩm. Tiếp theo, chọn bộ jack, chọn setting, chọn min, kích thích, chọn thời gian 1000 và chọn chế độ ưu tiên sẽ là medium. Theo chọn priority thì có hai cách nạp chương trình, thì mình sẽ chọn là Ethernet. Nhập địa chỉ IP của HMI là 192.168.1.187. Chọn design, rồi chọn tool, chọn download to HMI. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cũng như là đưa giá trị nhiệt độ độ ẩm lên phần mềm ATS CADA. Đầu tiên mở ATS Driver. Tạo channel. Chọn driver là Modbus TCP. Ok, bỏ mặc định là nêm lấy 2. Tiếp theo, tạo device. 187 là địa chỉ của HMI. Ok, tiếp theo tag file. Hiện tại mình có hai tag, đó là nhiệt độ, địa chỉ 4001 và độ ẩm sẽ là 4002. Tiếp theo mình sẽ mở iTag Builder. New Notes. Chọn là Demo. Driver. Chọn AT Driver Client. Địa chỉ thì nhập sẽ địa chỉ của AT Driver là 192.68.1.88. Connect. Tool. Group. Channel. Ok. Chọn file browser. Sẽ lưu là demo ATS-CADA đi. Xem. Yes. Tiếp theo mình sẽ mở Visual Studio. Create new project. Chọn Window Form. Đặt tên là Demo. Create. Đầu tiên mình sẽ kéo iDriver, kéo iLapel để hiển thị giá trị nhiệt độ và độ ẩm. Xin cho phông chữ to hơn tí. Property. Chọn kiểu bool có chữ 36. Tiếp theo mình sẽ gắn tắt driver, chọn driver 1, tắt name, nhiệt độ, tương tự, tắt name, độ ẩm. Rồi xong, tiến hành chạy chương trình. Ta tiến hành chạy chương trình.
trên phần mềm đang hiển thị các giá trị nhiệt độ cũng như là độ ẩm được đọc từ HMI EMCO thông qua giao thức Modbus TCP. Còn HMI EMCO đang đọc các giá trị nhiệt độ độ ẩm từ bộ ATTHMS 3.1 thông qua giao thức Modbus RTU. Vâng, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc đó. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại vào tuần sau.